Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Trung Đức chúng tôi xin quay lại giới thiệu với bạn là cái bộ sen âm tường có 3 đường nước, và cái bộ sen âm tường này là cái bộ sen tự điều chỉnh nhiệt độ và sử dụng điều hướng bằng nút bấm. Cái bộ này gần như là cái bộ cao cấp nhất của Toto rồi. Thì cái bộ này có cái màu tổng cái mã hiệu trên đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bộ phận khác nhau. Thì cái mã đầu tiên là cái TBV02402B. Đây là cái bộ này là cái bộ trộn nước nha bạn. Cái bộ còn TBV02105B là cái bộ này chuyển hướng có nút bấm. Rồi ngoài ra là cái bát sen TBV02004A, cái bát sen. Rồi trong đây có thanh chuột TBV02012B. Rồi cái tay sen TBV02017A. Rồi cúp nối để dẫn nước cho cái tay sen là TBV02013B. Và vòi xả bồn xả chậu TBG02001B. Thì cái bộ sản phẩm này thì nó ra ba đường nước khác nhau như tôi nói ban đầu. Thì cái này là bát sen trần. Thì cái bát sen trần này nó cái màu này là nó có thiết kế là cái màu nhựa trắng nè. Màu nhựa trắng thì nó làm chúng ta là dễ vệ sinh, trơn nữa. Và cái này có một cái nút điều chỉnh. Thì cái này nó sẽ điều chỉnh ra hai chế độ khác nhau. Một là ra nước hết cái bát sen này, hoặc nó ra cái nước dạng ống ở đây. Cái nước dạng ống này là công nghệ mới của Toto. Thì cái bước tiếp theo là cái bộ phận tiếp theo là cái tay sen. Thì cái tay sen này có thiết kế tương đối đặc biệt. Đây, cái dòng lộ nó hình dài như này, cũng rất là đẹp mắt à, nhìn rất là cao cấp quả. Còn cái đây là cái thanh trượt đi theo này. Cái này tùy chúng ta, nếu chúng ta không mua thanh trượt thì chúng ta gã bình thường thôi. Còn cái bộ phận ở đây là cái bộ phận trộn nước. Thì cái bộ phận này nó rất hay ở chỗ là nó tự điều chỉnh về cái nhiệt độ chúng ta điều chỉnh đặc sản. Ví dụ chúng ta để đây khoảng 38 độ thì cái nhiệt nước nó sẽ ra cho chúng ta khoảng xoay quanh 38 độ, sai lệch chưa đến 0,5 độ, rất là chính xác. Còn cái bộ phận đây là mặt điều hướng. Thì cái mặt điều hướng này nó sử dụng cũng rất hay. Chúng ta muốn xả vào tay sen chúng ta ở qua đây đó, hoặc là chúng ta muốn xả xuống chậu cũng đây cũng được, hoặc là xả bát sen trần chúng ta ấn đây, còn không sử dụng ta ấn đóng mở, rất là tiện dụng, rất hay luôn. Còn một phần trước đây xuống đây là chúng ta có thể xả vô bồn tắm nè, hoặc là xả vô chậu ha, thì nó cũng rất là thích hợp. Thì cả cái bộ này ấy, nó kết hợp với nhau chúng ta sử dụng là nó đầy đủ. Và tôi quên mất là tiện thể ở đây nó có cái mô hình là dùng meca trong suốt, thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn hai cái unit như trong đây. Thì cái đường đầu tiên là đường nước nóng đi vào unit này, chúng ta nhìn ở phía trong đây này, nó có một cái đường này, ta chạy một cái đường ống vào đó. Thứ hai là đường nước lạnh ở phía bên đây, cái đường nước lạnh bên đây là chúng ta chạy lên thì nó sẽ cấp nước lạnh vào đây. Thì sau khi trộn nước xong, sau trộn đưa ra một cái nhiệt độ thì ta thấy có một cái đường cấp nước ở phía ngoài đây, thì nó sẽ dẫn lên cái bộ chuyển hướng đó, dẫn đây theo cái đường giống như đã mô tả đây, thì dẫn lên bộ chuyển hướng. Thì cái bộ chuyển hướng này sẽ có ba đầu ra cho ba thiết bị nước khác nhau. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ thiết kế cái này xuống là xả chậu nè, còn cái này bát lên bát sen trần, và cái này qua tay sen đó. Thì nó cái này là cái unit các bạn, người ta còn gọi là mini unit. Mục đích là nó chuyển hướng, và cái bộ này chúng ta muốn lắp đặt thì ít nhất là tường phải dày 20 thì chúng ta mới lắp được đặt được cái bộ này, chưa đường mỏng hơn thì nó không lắp đặt được ha. Và chúng ta có một cái option khác là chúng ta có thể thay đổi bát sen nè, tay sen, hoặc là cái vòi xà bồn, hoặc là cái nút điều hướng này chúng ta không thích nút nhấn, chúng ta không thể dùng cái nút vặn giống như này chuyển hướng. Nói chung nó sẽ có những cái mẫu mã khác có thể là giá thành rẻ hơn cái bộ này. Những cái bộ này thì được setup tại showroom của chúng tôi thì nó tương đối rất là chuẩn. Thì quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi để chúng tôi tư vấn, bởi vì cái bộ phận này kết hợp với nhau nó tương đối phức tạp nhiều bộ phận. Và hoặc muốn xem giá chi tiết của bộ này, chúng tôi có để đường link vào cái phần mô tả để chúng ta có thể xem qua cái sản phẩm này cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.